Chào mừng các anh em trở lại với channel Sáng nay chúng ta vừa có được một thông tin cờ thú vị ở thị trường RON Đó chính là một sản phẩm khá quen thuộc với chúng ta FIMI X8 SE Ngày hôm nay đã được cập nhật lên phiên bản mới FIMI X8 SE 2022 Bình cũ, rượu mới Thì chúng ta có ngoại hình hầu như là y chang so với FIMI X8 SE 2020 Nhưng mà nó sẽ có một số nâng cấp về phần cứng ở bên trong Và chúng ta sẽ có một lựa chọn nữa cho một thế hệ remote mới có màn hình đây remote control with display screen đây cũng sẽ là optional do đó là anh em có thể chọn sử dụng remote phiên bản cũ hoặc là sử dụng cái remote đời mới có màn hình xiaomi cũng học hỏi giống dji là sẽ cho ra một cái phiên bản remote giống như smart controller của dji một cái remote chuyên dụng cao cấp Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin rò rỉ về cái sản phẩm khá là ăn khách này. Đây không chỉ là thông tin rò rỉ hay thông tin đồn đoán mà chính hãng cũng đã liên lạc với bên mình để giới thiệu và chào bán sản phẩm này. Thì thế hệ Fimi X8 SE 2020 như các anh em biết là thời gian qua bên mình cũng bán rất là nhiều. Nó sẽ có một điểm rất là hay mà cái phân khúc này thật sự phải nói là hiện tại DJI đang không có nó đang nằm lưng chừng giữa phân khúc của Mini 2 và E2. Những anh em có nguồn tài chính thoải mái để lên E2 thì chúng ta sẽ có tất cả rồi. Chúng ta có đầy đủ chức năng thông minh và chúng ta có thêm các cảm biến né tránh vật cản. Nhưng mà nếu anh em có tài chính thấp hơn nhưng mà lại muốn một chiếc máy có trọng lượng lớn, có kích thước lớn, kháng gió thật tốt và có luôn chức năng tracking thì Fimi X8 SE chính là câu trả lời mà DJI hiện tại không có. Về những chức năng cũng như mình vừa nói và lại có mức giá tốt, nó chỉ thiếu là không có cảm biến va chạm. Nên là với tầm tiền đó, cần chức năng đó thì thật sự là hầu như là chỉ có phim X8 SE mới đáp ứng được thôi. Thì hôm nay hãng đã cho ra đời thêm một cái sản phẩm nâng cấp. Đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là nâng cấp về camera. Chúng ta có một sensor kích thước 1 phần 2 inch đến từ Sony 48 megapixel. Kích thước này nó đã bằng với kích thước của Mavic Air 2. Đây nên em thấy nè, 1 phần 2 inch. 48 megapixel. Vậy là trong tầm giá khoảng DJI Mini 2 nhưng mà chúng ta có sensor có kích thước bằng với kích thước của Mavic e 2. Đó là một điều thú vị đầu tiên. Tuy nhiên thì cái chất lượng như thế nào thì trải nghiệm thực tế chúng ta mới biết được nhưng mà cái sensor đến từ Sony thì có khả năng cao chất lượng nó cũng rất ổn đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có khẩu độ mở lên đến F1.6, một cái khẩu độ rất lớn nha anh em. Nó sẽ giúp cho chúng ta có hiệu ứng xóa phong tốt hơn thứ hai với khẩu độ lớn như thế này kết hợp với cái cảm biến kích thước lớn như thế này hứa hẹn khả năng quay trong môi trường thiếu sáng sẽ rất tốt nếu chúng ta thử so sánh với mavic e2 thì khẩu độ của mavic e2 chỉ mở đến f 2.8 thôi chúng ta sẽ có Rocklink 10 km transmission system một cái hệ thống truyền hình ảnh mới của Xiaomi phát triển cho là có tầm xa đến 10 km bất cứ sản phẩm nào cũng vậy kể cả DJI đây chỉ là thông số của nhà sản xuất trong phòng thí nghiệm trong điều kiện thực tế chúng ta sử dụng thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều bởi vì trong phòng thí nghiệm phải là điều kiện đồng nhất không có yếu tố gây nhiễu còn trong điều kiện thực tế sử dụng thì có rất nhiều yếu tố gây nhiễu như sóng điện thoại di động sóng phát thanh truyền hình wifi sóng từ các trạm biến thế thiết bị sử dụng trong gia đình vân vân Do đó là cái tầm sống nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, theo hãng hãng trang bị công nghệ này lên đến 10 km thì cũng hứa hẹn là có khả năng bay xa hơn thế hệ cũ Phi Mỹ xám SE 2020. Chúng ta sẽ chờ xem. Và chúng ta sẽ có remote ID. Điều này có nghĩa là cái remote của chúng ta nó được cấp một cái ID riêng để quản lý bay hợp pháp. Khi đó nó sẽ liên kết với tài khoản của người dùng. Đó, như anh em thấy nè, UAS Data nè có serial ha, có section ID ha và nó sẽ liên kết với operator data. Đó là nó sẽ có owner người sở hữu nè, địa chỉ người sở hữu nè. Do đó thì cái remote ID này nó sẽ giúp cho máy nó xác định được cái danh tính của nó, có thể đăng ký hợp pháp FAA, EASA. Tuy nhiên thì cái điều này nó cũng chưa có hữu dụng ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái việc quản lý bay nó chưa rõ ràng lắm nhưng mà tương lai nếu mà muốn đăng ký được thì chúng ta vẫn có thể đăng ký được bởi vì cái máy này nó được cấp ID, nó có ID, nó được định danh, nó đủ tiêu chuẩn để được đăng ký cấp phép. Còn những cái loại máy bay rẻ tiền, loại máy bay đồ chơi thì nó hoàn toàn không có ID, nó không đủ điều kiện để được cấp phép. Rồi trở lại với cảm biến hình ảnh, dựa theo công nghệ What Bayer nó sẽ giúp giảm được độ nhiễu khi mà quay trong môi trường thiếu sáng và native exposure tích hợp của Sony nó sẽ giúp cho cái dynamic range cái dãy nhạy sáng của cái sensor này nó được tăng lên gấp 4 lần chúng ta sẽ lấy được nhiều chi tiết ở vùng sáng và vùng tối hơn thì đây là thông tin quảng cáo chúng ta sẽ chờ xem thực tế như thế nào và cũng giống như thế hệ trước chúng ta sẽ có chế độ HDR video HDR photo nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được nhiều chi tiết ở vùng sáng và vùng tối hơn như cái hình minh họa ở đây cái chế độ HDR này thì hiện tại rất là nhiều máy, kể cả điện thoại thông minh là chúng ta cũng đã có rồi. Nó không coi là gì quá gây gớm, chẳng qua là nó can thiệp về phần mềm thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có Super Night Screen Shooting. Cái, cái chế độ này thì nó sẽ cho phép cái máy nó chụp nhiều tấm hình và ghép chồng vào nhau để mà nội suy cho ra một cái bức ảnh đẹp hơn, trông trẻo hơn, giảm nhiễu. Rồi tiếp theo là remote điều khiển. Như thông tin ban đầu chúng ta thấy thì cái remote tiêu chuẩn là như thế này, sử dụng ngay cái remote của đời 2020 thôi, không có gì đặc biệt. Thì cái remote này cũng hay nó sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng được nhiều điện thoại kích thước khác nhau, kể cả sử dụng được những máy tính bảng như là iPad mini luôn. Cái thiết kế này mình thấy cũng khá ổn. Rồi và tiếp theo optional, chúng ta có thể chọn lựa việc mua thêm cái remote có tích hợp màn hình sẵn. Ở đây là remote chuyên dụng. Cái thiết kế này thật sự thì mình cảm thấy nó hơi thô. À, nên anh em thấy đường phát cạnh nó nó vuông quá và nó khá là dày nhưng mà với remote dày thế này thì hứa hẹn bên trong nó sẽ có một viên pin rất lớn Nó sẽ giúp chúng ta có thời lượng bay được tốt hơn Và những cái màn hình của những cái remote này thì thông thường cái độ sáng của nó sẽ rất là cao Chúng ta sẽ quan sát được thoải mái hơn là sử dụng những điện thoại Trên remote này thì chúng ta cũng có những chức năng cơ bản như là đổi chế độ bay Chúng ta sẽ có thắng khẩn cấp Và ở đây hai cái vòng xoay này mình cũng chưa biết chức năng là gì Ở đây chúng ta sẽ có hai nút function gắn chức năng ở dưới chúng ta sẽ có hai khe thẳng nhiệt rất lớn nè phía trước đây có nút gạt nữa và ở đây chúng ta có vòng xoay điều khiển hướng dây bột <laughs> đây là cách như mình nói phía trước Xiaomi học hỏi theo dji giống như dji đã làm với smart controller nhưng mà cái remote này mình thấy là nhìn chung là khá thô ok tiếp theo thì hãng giới thiệu chúng ta sẽ có khả năng kháng mưa và kháng tuyết thì có thể là trong thiết kế hãng sẽ bổ sung thêm nhiều ron hơn giúp cho máy nó kín hơn và tiếp theo chúng ta sẽ có khả năng kháng gió lên đến cấp 8 sẽ tương đương với tốc độ gió là 62 đến 74 km h cũng rất là cao. Nói chung là trong cái dòng máy lớn này thì chúng ta sẽ có được ưu điểm về cái khả năng kháng gió là chắc chắn. Chắc chắn nó sẽ kháng gió tốt hơn những cái dòng nhỏ. Và tương tự thế hệ trước thôi chúng ta sẽ có gimbal 3 trục nhưng mà có một điểm khác nho nhỏ đó nè. Là chúng ta có một cái viền đỏ ở phía camera này. Về phần cứng thì cụm gimbal này mình cho là nó không có gì thay đổi đâu. Rồi tiếp theo là các chức năng thông minh. Chúng ta sẽ có chế độ smart tracking giống thế hệ trước, bám theo đối tượng, một chế độ mà rất nhiều anh em mong đợi trong cái tầm giá này. Chúng ta sẽ có fly planning. Ở đây hãng không có thông tin về việc sẽ cập nhật thêm những thuật toán thông minh hơn cho cái chế độ smart tracking của hãng hay không. Có vẻ như là sẽ sử dụng toàn bộ của thế hệ cũ. Ở thế hệ cũ thì mình cũng đã thực hiện rất nhiều bài test rồi, nhìn chung là khá ổn, tần số refresh rất cao, bám rất sát nhưng mà tuy nhiên nó có thể vượt qua được vật cản nhỏ và bắt trở lại đối tượng được, nhưng mà khi gặp chướng ngại lớn á nó dừng lại không có thuật toán nội suy nó chỉ dừng ở cái mức là khá tốt thôi chứ không thật sự rất tốt không thể tự nội suy đường bay được như ActiveTrack của DJI nhưng mà trong tầm tiền này chúng ta có được chức năng Smart Tracking cũng đã là rất mừng rồi còn muốn thật sự tốt là bắt buộc chúng ta phải lên E2 trở lên thôi tiếp theo chúng ta sẽ có Fly Planning bay theo lộ trình nó sẽ giống như waypoint của DJI. với chế độ này mình thấy thì ổn. Chúng ta có thể chọn những lộ trình bay trước và cho máy tự động bay một cách mượt mà và sẽ rất là nhàn. Chúng ta sẽ có circular flight cho phép máy bay xung quanh đối tượng, timelapse tự động chụp hình và ghép lại để tạo thành những thước phim tua nhanh và chúng ta sẽ có chế độ panorama. Nhìn chung thì những chế độ bay thông minh thì không có nhiều khác biệt so với thế hệ cũ. Ở đây chúng ta có thêm chế độ SAR search and rescue. Thế chế độ này chúng ta có từng thấy trên cái sản phẩm gần đây nhất của Xiaomi đó là phim X8 Mini khi ta vào chế độ này thì máy nó sẽ mở ra chức năng zoom và cụ thể đây là zoom 3x kỹ thuật số. Khi mà zoom kỹ thuật số thì chất lượng hình ảnh nó sẽ giảm rồi và đặc biệt là nó sẽ chia sẻ cái màn hình thông tin GPS theo thời gian thực và cái thời lượng bay theo nhà sản xuất quảng cáo ở đây thì có thể đạt lên đến 35 phút. Nó khá là vượt trội so với các đối thủ ở cùng phân khúc nha. Nhưng mà thực tế chúng ta sẽ xem như thế nào. Với chế độ SRS này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kết hợp với những cái đội nhóm của chúng ta để chia sẻ vị trí cũng như chia sẻ những hình ảnh về cái việc tìm kiếm cứu nạn nạn nhân cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm được người bị nạn và tiếp theo chúng ta sẽ có chức năng Recision Landing cái chức năng này thì thật ra mình đã từng thử chủ yếu là cái chức năng để trình diễn thôi thực tế sử dụng thì nó không có nhiều tác dụng đó đó là máy bay sẽ tự động xoay camera xuống để dò tìm cái bãi đáp có chữ H như này, helicopter nó sẽ tự động di chuyển máy bay để mà đáp nhưng mà thật ra mình thấy nó hoạt động không có ổn định, chúng ta tự đáp nó còn nhanh hơn rất nhiều lần so với việc nó nhận diện, nó tìm kiếm và nó đáp dùm chúng ta nữa, chỉ mang yếu tố trình diễn, chưa có yếu tố thực dụng ở đây và phần mềm điều khiển thì chúng ta sẽ được thiết kế lại đôi chút về giao diện không có nhiều khác biệt và tiếp theo là những cái chế độ an toàn nó cũng giống như thế hệ cũ thôi nó sẽ gồm có tự động quay về vị trí xuất phát gps tự động ngăn không cho bay vào vùng bay cấm cảnh báo gió mạnh bảo vệ tình trạng quá dòng và chức năng cảnh báo yêu cầu chúng ta quay về khi mà phần trăm pin thấp rồi tiếp theo đây là chúng ta sẽ có specification của sản phẩm chúng ta sẽ có kích thước như cái thước cũ thôi trọng lượng là 768g hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 gb tốc độ di chuyển và tăng giảm độ cao Thời lượng bay tối đa là 35 phút trong điều kiện không có gió nè Và bay đều đặn 8m trên dây Độ cao tối đa là 800m Và chúng ta có thể bắt được cả ba hệ thống vệ tinh định vị là GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Beidou của Trung Quốc Không bắt được hệ thống vệ tinh định vị Galileo của châu Âu Và cái tần số hoạt động của sóng điều khiển là 2.4GHz Thay vì thế hệ cũ là 5.8GHz Và đây là bản so sánh với thế hệ cũ 2020 góc mở của ống kính nó cũng không gì khác biệt một bên là 80 một bên là 79 độ khẩu độ đáng kể mở f1.6 nè focal lens tiêu cự 4.71 equivalent focal lens là 25 mm so với 26 thì cũng tương đương thôi camera sensor thì kích thước lớn hơn 1 2 inch ISO cho phép chúng ta mở rộng cao hơn lên đến 6400 shutter speed giống nhau chúng ta sẽ có thế hệ truyền hình ảnh mới nè thế hệ thứ ba 10 km chúng ta có độ trễ thấp hơn là 130 ml thay vì 220 mươi trọng lượng thì như nhau độ cao thì nó cho phép ta bay cao tối đa 800m thay vì 500m thế hệ cũ kháng gió lên đến cấp 8 thay vì cấp 6 hệ thống vệ tinh định vị thì như cũ thôi và cái tần số hoạt động khác so với thế hệ cũ Remote ID được tích hợp sẵn nè thay vì phải sử dụng thêm một module và đây là bên trong của bộ sản phẩm cũng y như thế hệ cũ thôi chúng ta cũng có một cái adapter sạc khá là lớn cánh cáp và cái remote điều khiển tiêu chuẩn ok ngày, ngày sản phẩm được mở bán thì cũng sẽ gần kề thôi chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem các bài test thực tế đối với sản phẩm khá là đắt khách này như thế nào chúng ta sẽ gặp nhau ở những clip tới test thực tế cảm ơn các anh em đã theo dõi clip xin chào và hẹn gặp lại